thi đấu số 6, hạ cân 65 kg, vận động viên Lê Thị Quỳnh Như, đơn vị Thừa Thiên Huế, trang phục đỏ, gặp vận động viên Phạm Thị Thúy Hà, đơn vị Thanh Hóa, trang phục xanh. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng trở lại với Sới Vật xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để cùng chứng kiến trận thi đấu thứ 6 trong ngày hôm nay. Ở trận thi đấu này có nữ vận động viên Lê Thị Quỳnh Như của Huế và nữ vận động viên Phạm Thị Thúy Hà của Thanh Hóa. Đây là một trận đấu ở hạng 65 kg và trọng tài điều khiển trận đấu này là đô vật nổi tiếng Hà Văn Hiếu mà chúng ta thường gọi với cái tên là Hiếu Khổng Lồ. Vâng, như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Trên màn hình của các bạn, đô nữ Lê Thị Quỳnh Như của Huế mang trang phục đỏ và đô Phạm Thị Thúy Hà của Thanh Hóa mang trang phục xanh. Đây là hai đô nữ được coi là đẹp nhất của giải đấu. Vâng, rất hay. Như vậy là Thúy Hà đã sang sau. Cô có thể thực hiện được đòn cuốn không? Vâng, không có miếng đánh tiếp theo. Hai đồ vật sẽ thi đấu ở ti thơ đứng. Như vậy là Thúy Hà đã ghi được 2 điểm đầu tiên. Vâng, rất hay. Quỳnh Như đã sang sau và ghi được 2 điểm cho mình. Cô đang thực hiện đòn cuốn nhưng không thành công. Như vậy là Thúy Hà lại sang sau rồi. Cô lại ghi được tiếp 2 điểm. Vâng, không có đòn đánh tiếp theo. Như vậy là điểm số của Thúy Hà bây giờ đã là 4 điểm và Lê Thị Quỳnh Như là 2 điểm. Trận đấu tiếp tục. Như vậy là đô Lê Thị Quỳnh Như đã xin phép trọng tài để chỉnh sửa lại tóc do bung ra. Thúy Hà, vâng, Thúy Hà như vậy là sẽ giành được một điểm nữa. Điểm của Thúy Hà bây giờ đã là 5 điểm. Đô nữ Lê Thị Quỳnh Như đã tham gia rất nhiều những giải đấu trong năm nay. Đặc biệt là cô đã tham gia cọ sát ở rất nhiều giải đấu của các hội làng khu vực phía Bắc. Cô được mọi người gọi là hoa khôi của làng vật. Và như vậy là thời gian thi đấu hiệp 1 đã kết thúc. Hai đô sẽ tạm nghỉ trong vòng 30 giây.
không thể bỏ qua hai giải vô địch quốc gia của chúng ta vào tháng 10 tới đây. Giải vô địch quốc gia còn thời điểm rất tự do, đó là giải cấp cao nhất đối với môn vật, giải quy tụ đầy đủ gương mặt anh tài, trong đó có cả các vận động viên vừa giải huy chương vàng SEA Games cũng tham gia. Đã hết thời gian nghỉ. Hai đô tiếp tục vào thi đấu. Ngay sau đó là giải vô địch quốc gia và cổ truyền, cũng là giải cấp cao nhất. Hiệp 2 bắt đầu. Hiện nay điểm số của Thúy Hà là 5 và điểm số của Quỳnh Như là 2. Đây là một điểm số không chênh lệch cho lắm. Như vậy với thái độ thi đấu thiếu tích cực của mình, Thúy Hà đã bị trọng tài nhắc nhở lần thứ nhất. Và trọng tài tiếp tục nhắc nhở Thúy Hà lần thứ hai. Quỳnh Như đang hết sức cố gắng. Thời gian thi đấu không còn nhiều. Nhưng thời gian thi đấu không nhiều, nhưng cũng không phải là không có cơ hội cho cả hai lứa đô vật. Còn 50 giây nữa. Cô đang hết sức tích cực. Vâng, liệu cô làm gì được không? Quỳnh Như làm gì được không? Rất khó khăn. Liệu có bất ngờ nào xảy ra hay không? Hai đô tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Còn 16 giây nữa là hiệp 2 sẽ kết thúc và trận đấu sẽ kết thúc. Đây là khoảng thời gian hết sức quan trọng cho cả hai lứa đô vật. Ai sẽ giành được thắng lợi? Wow! Rất hay, rất tuyệt vời cho Quỳnh Như. Ở những giây cuối cùng cô đã tạo lên một bước đột phá bất ngờ và sang sau ghi được hai điểm quyết định, gần như điểm số cuối cùng của trận đấu này. Vâng, và như vậy là Lê Thị Quỳnh Như đã giành được chiến thắng trong trận đấu này.
chúc mừng cho Lê Thị Quỳnh Như và cũng rất đáng tiếc cho Thúy Hà. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi trận đấu và xin hẹn gặp lại các bạn vào những trận đấu tiếp theo. Xin cảm ơn.